Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như thế này mà khi một số nơi cũng đã bắt đầu quay được lại trạng thái bình thường mới thì rất nhiều người quan tâm tới câu chuyện hộ chiếu vaccine. Và trong câu chuyện này thì vào ngày 1 tháng 7, chứng chỉ COVID hay còn được gọi là hộ chiếu vaccine áp dụng trên toàn châu Âu nhằm tạo ra thuận lợi đi lại trong nội khối bắt đầu có hiệu lực vào đúng thời điểm mà châu Âu bước vào kỳ nghỉ hè sau hơn một năm chống chọi với đại dịch này. Tính cho tới ngày 30 tháng 6 thì đã có 21 quốc gia thành viên của châu Âu đã chấp nhận chứng chỉ trên. Tuy nhiên thì theo giới chức y tế, biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 với tốc độ lây nhiễm nhanh có thể cản trở việc sử dụng chứng chỉ này. Chứng chỉ COVID-19 của EU cơ bản là một mã QR dạng số trên điện thoại thông minh hoặc bản cứng sẽ thể hiện người mang thiết bị này đã được tiêm một trong các loại vaccine của EU chấp nhận hay chưa, cũng như người đã hồi phục sau khi mắc COVID-19 hoặc có xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. Theo luật của EU, người có chứng chỉ trên không cần thực hiện cách ly hoặc xét nghiệm thêm khi đi du lịch trong 27 nước thành viên của EU và 4 quốc gia liên kết. Ủy viên tư pháp của EU Didi Render khuyến nghị tất cả các quốc gia thành viên của EU sử dụng một công cụ như vậy không chỉ để tự do đi lại mà còn sử dụng cho tất cả các mục đích khác ở mỗi nước như đi xem hòa nhạc, lễ hội, nhà hàng. Tuy nhiên, theo ông Render, biến thể Delta đang lây nhiễm tràn lan tại Anh có thể kích hoạt điều khoản ngừng khẩn cấp việc sử dụng chứng chỉ COVID-19 này. Trước đó, Đức đã ban bố lệnh cấm du khách đến từ Bồ Đào Nha, quốc gia có số ca nhiễm biến thể Delta chiếm đa số. Quyết định của Berlin đã khiến cho Bruxelles bất bình rằng các nước EU không nên cấm đi lại giữa các thành viên và Đức nên tham vấn các đối tác trước khi đưa ra quyết định.